Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món thịt gà làm gỏi các bạn nhé. Gỏi thịt gà rất là thơm ngon và lành mạnh đấy. Các bạn hãy thưởng thức món này cùng mình nhé. Các bạn cần phải chuẩn bị đó là lườn gà và mình có cắt vài củ sả vào để tí nữa mình luộc cho nó thơm và đỡ mùi hôi của gà ấy. Các bạn chỉ cần sử dụng lườn gà công nghiệp các bạn nhé. Thịt lạc. Đấy, mình đã cắt miếng và rửa sạch rồi. Và tiếp đến đó là hoa chuối này, rau răm và rau mùi. Hoa chuối mình thái rồi, rau răm mình rửa sạch rồi và rau mùi để kèm cho thơm nhé. Tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị và rửa rất là sạch rồi. Và một chút đường. Tiếp đến là hành tím, hành tây và một quả chanh và một quả ớt. Ớt thì các bạn có thể là cho nhiều hay cho ít, đấy là tùy theo cái khẩu vị của mình. Và tiếp đến đó là bắp cải. Ở bắp cải đây thì mình đã thái nhỏ và mình rửa sạch rồi. Các bạn thái nhỏ thôi nhé, rửa sạch. Và một chút lạc rang. Lạc rang mình đã bóc bỏ vỏ đi rồi, để chín nó mình đập dập ra. Và tiếp đến một chút nước mắm và một chút đường cát trắng ạ. Thì bây giờ trước khi đi làm mình sẽ đi luộc gà các bạn nhé. Gà đây thì các bạn sẽ cho lên bếp, sau đó mình cho xíu, có thể mình cho một xíu muối vào và sau đó các bạn đổ gà vào luộc thôi. Các bạn biết là thời gian mình cho gà vào mình luộc thì mình sẽ cho sôi lên và sau đó là các bạn sẽ để nhỏ lửa để cho nó chín. Thực ra thì khi các bạn cắt lát mỏng thì nó rất là nhanh chín thôi. Chắc là khoảng sôi, sau khi sôi khoảng 5 phút là các bạn có thể tắt bếp và đậy vung để ở đó khoảng thêm 3 phút là các bạn vớt ra là chín. Trong thời gian mình chờ đợi cái gà nó chín thì mình sẽ đi làm một số những việc vặt đấy. Ví dụ như là củ hành tây này, các bạn có thể thái nhỏ mỏng này. Đấy, thái mỏng thôi. Ở đây thì mình sử dụng là 2 lạng ức gà, một củ hành tây nhỏ, khoảng 5 đến 7 củ hành tím. Nếu mà các bạn có cái hành mà hành 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 phi khô rồi đấy thì các bạn có thể sử dụng luôn một nhúng cũng được. Các bạn không cần phải làm hành tím nhiều ạ. Đấy thì củ hành tây thì các bạn làm cả củ và các bạn cắt cho mình miếng mỏng như thế này. Và sau khi mình đã thái được rồi thì mình để đi kiểm tra xem là cái gà của mình nó chín chưa. Nó chín rồi mình để đó, mình vớt ra. Thì cái hành tây này thì mình sẽ cho vào trong một cái tô lớn và mình sẽ trộn một ít muối trắng vào, tức là mình bóp một ít muối trắng để cho nó giảm bớt cái mùi hăng của hành nhá. Vậy cho cái hành nó mềm ra. Đấy, và các bạn để đó tí nó ngấm muối là nó sẽ mềm ra và cái nước hành hăng ấy nó sẽ ra các bạn ạ. Các bạn phải bắt kịp và các bạn sử dụng ấy. Để ở đó và tiếp đến mình đi chuẩn bị những cái tức là mình cho một cái bát, xong đó là mình lại sử dụng cái tô này để mình cho cái xà lách này vào. À, quên, xin lỗi các bạn, là bắp cải. Bắp cải mình thái rất là nhỏ như thế này, để xong mà mình bóp muối cho nó mềm giống kiểu hành tây ấy, cho nó mềm đi. Thực ra này các bạn biết là bắp cải này các bạn có thể là mình muối sổi ấy, tức là mình có thể trộn muối thứ là mình không ăn được đấy. Muối đường giấm mình có thể được từ sáng đến trưa, là buổi trưa các bạn bè các bạn thưởng thức được rồi đúng không ạ? Đó là bắp cải mới sổi ấy. Đấy, hành mình thái rồi, ớt mình thái rồi, chanh mình cho ra rồi thì để mình tiến hành đi. Và tiếp đến là những cái rau răm, cái rau chuối thì mình cũng thái rồi, còn rau răm thì mình chỉ cần thái, và các bạn có thể là cắt cắt to to ra một chút cũng được, không cần phải thái nhỏ tí tí đâu ạ. Thế mình thái rồi, rau mùi mình cắt cắt qua đôi cắt ba nó ra thôi.
Và bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình sẽ đi phi cái hành này lên. Và cái hành khô để mình tạo ra để lấy hành khô đấy. Còn nếu các bạn có hành khô sẵn rồi thì thôi nhá. Thì sao hành ở đây thì không có gì là khó, các bạn cứ sao đến khi nó vàng thơm là ok ạ. Đấy mình vớt ra nhá. Thì thực ra là các bạn sao được ở nhà thế này rất là ngon và thơm. Chứ nhiều khi mình thấy mua cái hành này là sao công nghiệp ấy, mỡ mà rất là hôi không ngon ạ. Đấy thì để hành nó khô và tiếp đến là cái hành tây ấy, thì các bạn vắt kiệt nước đi này, bắp cải cũng vậy, các bạn đều trộn mỡ và vắt kiệt nó đi. Và sau đó mình cho một cái tô lớn như thế này để mình trộn ấy. Rau rau mùi này, quên, rau răm và hoa chuối mình cho vào trộn trước. Tiếp đến là mình sẽ đi xé gà ra. Thì ở đây các bạn biết là khi mà cái gà đấy nó có thớ mà, thì các bạn cứ dùng tay và các bạn xé nó sợi mỏng như thế này. Đấy, xé lần lượt nó sẽ ra. Còn tất nhiên là các bạn muốn ăn cái sợi gà nó dài hơn tí nữa thì các bạn để cái thớ gà nó dài ra. Các bạn cứa theo chiều dọc, bởi vì mới ra đây mình cắt ra để cho nó nhanh chín. Đấy thì các bạn sẽ cẩn thận một chút là các bạn sẽ xé mỏng như này thì ăn nó sẽ ngấm gia vị và sẽ ngon hơn. Thực ra là cái thứ gà này rất là dễ tìm, nó không như là thứ bò dễ tìm. Và các bạn biết là cái nền gà thì nó rất là sẵn này, thì đôi khi là mình ăn cái lạc không mình không muốn nữa thì các bạn cứ thử cải thiện như này mà xem, ăn rất là ngon đấy. Mà vừa bạn rất là nhiều khi các bạn nhỏ nhà mình không ăn, thế nhưng mà mình làm thế này thì các bạn lại ăn. Đấy, sau khi mà mình đã tước gà được hết rồi thì bắt đầu mình trộn đều lên và mình cho ớt. Ớt thì ở đây theo cái lượng khẩu vị nhà mình nhé, không ăn được thì các bạn không cho nữa nhé, bởi vì ăn ớt mà cay thì mất cả ngon luôn đúng không ạ. Và mình trộn đều lên thì các bạn biết là sau chút nữa là mình sẽ pha nước chấm. Đấy, mình trộn mình để cho ngấm này. Thì bây giờ nước chấm ở đây thì mình có 1 thìa rưỡi nước mắm và 1 thìa rưỡi đường. Mình sẽ cho vào để mình làm cho cái đường này tan lên. Đấy, mình sẽ bắt quả chanh vào và mình sẽ lọc qua một cái dây lọc như thế này để cho nó không có hạt rơi xuống. Thì khi mà hạt rơi xuống mà mình trộn vào cái rau kia thì rất là đắng đúng không ạ, và mình sẽ không chọn được ra đâu ạ, và mình chỉ có ăn lẫn vào rất là đắng và mất ngon luôn á. Mình cho một quả chanh, 1 thìa rưỡi nước mắm, 1 thìa rưỡi đường. Và tiếp đến là đấy, sau khi này đã xong rồi thì mình sẽ cho một đấy, mình trộn đều cái này nên này. Các bạn biết là khi mà bắp cải và cái hành tây đấy mình bắt nó kiệt nước rồi cho nên là nó không hề bị ra nước các bạn nhé, rất là dẻo ngon như thế này. Đây này, đấy cái hành tây cũng được chín qua muối này, được tái qua muối và bắp cải tái qua muối, nên là mình cho một xíu hạt tiêu vào các bạn nhé. Nếu các bạn nào ăn được cay các bạn không cho không sao. Bởi vì là cái bắp cải và cái sả lạ, cái hành tây mình đều cho muối rồi nên là mình sẽ không cho muối nữa, và lúc này mình sẽ cho mình trộn đều và mình sẽ cho một ít rau mùi vào để mình trộn lên để nó thơm. Thực ra thì đôi khi là mình, các bạn có thể là trộn cái rau húng vừa lấy cũng là đủ rồi, nhưng ở đây thì mỗi rau có một vị khác nhau nên là mình sẽ cho vào cái lúc mà trộn như này. Thì các bạn thấy là một cái đĩa này nhưng mà thôi, nhưng mà ăn cả nhà ăn hết thì rất là ngon lành đúng không ạ.
Nếu như các bạn đèo những lườn gà rời chắc chắn là không ai sẽ ăn. Nhưng các bạn làm như này cũng là nó thấy chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ăn rất là thơm ngon đấy ạ. Đấy, mình đã làm và được một đĩa như thế này. Và sau khi mà đã hoàn thành ra đĩa như thế này rồi ấy, thì các bạn ở bên trên các bạn có thể là đặt rau sống. Đấy, đặt rau sống mùi đấy ạ. Sau đó là mình rắc lạc hạt, lạc đã đập dập rồi ấy, lên trên và hành khô lên trên. Và tiếp đến là mình sẽ hoàn thành một đĩa rất là ngon như thế này rồi. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn làm được nhiều những món ngon. Và hãy vào bếp của mình để chia sẻ những món không ngấy và rất ngon và hấp dẫn.